Ở Cuba này là một dạng toán về cái phương trình cân đối liên ngành, hay người ta gọi là phương trình input output. Ở đây thì chúng ta có được một cái ma trận hệ số kỹ thuật A và một cái ma trận cầu cuối D. Và người ta hỏi là tổng các phần tử thuộc cột một của ma trận A thì nó cho biết ý nghĩa kinh tế là gì. Thì chúng ta có được cái tổng các phần tử thuộc cái cột một của ma trận A lúc này thì chính là tổng của 0,2 cộng 0,3 cộng 0,1 hoặc 0,6. Và cái giá trị 0,6 này nó sẽ cho biết là để sản xuất ra được một đơn vị sản phẩm của ngành 1 thì chúng ta sẽ cần 0,6 đơn vị sản phẩm của các ngành. Các ngành ở đây sẽ bao gồm cả ngành 1, ngành 2 và ngành 3 làm đầu vào sản xuất. Câu 1 trả lời rất đơn giản, chúng ta sẽ có được một điểm. Và tiếp theo là cái câu 2 phần B thì người ta có hỏi đấy là chúng ta tìm ra được cái tổng cầu của ngành 2. Thì để tìm tổng cầu ngành 2 thì chúng ta sẽ đi bước đầu tiên là chúng ta thấy là trong cái phương trình liên hệ cân bằng cung cầu ấy, thì chúng ta sẽ có được cái tổng cầu lúc này nó sẽ là E trừ A tất cả mũ trừ 1 nhân với D, với X là ma trận tổng cầu. Và khi đó thì tổng cầu ngành 2 thì nó chính là X2. X2 nhỏ và lúc này nó sẽ bằng E trừ A tất cả mũ trừ 1 mà dòng 2 của ma trận này nhân với cả cái ma trận là cầu cuối D. Khi đó thì chúng ta bước đầu tiên là chúng ta sẽ phải đi tìm dòng 2 của ma trận là E trừ A mũ trừ 1. Thì đầu tiên ta có ma trận E chữ A, và lúc này ma trận E chữ A nó sẽ có dạng là dạng như ở trên đây chúng ta có thể quan sát thấy. Thì từ đó chúng ta sẽ tính được cái định thức của ma trận E chữ A nó bằng 0,522. Và do là mục tiêu chúng ta là chỉ tìm tổng cầu ngành 2 nên chúng ta sẽ đi chỉ đi tính các phần tử trên dòng 2 của ma trận E chữ A sao, tức là ma trận phù hợp của ma trận E chữ A. Thì ta có là C12. Do C12 nó sẽ là trừ 1 mũ 3, tức là trừ 1 mũ 1 cộng 2 bằng 3 đấy, thì mang dấu âm và chúng ta tính ra được nó 0,27. C22 thì tương tự trừ 1 mũ 4 và nhân với cả cái định thức con thì chúng ta có được 0,64. Tương tự ta tính C32 thì lúc này nó là 0,24. Khi đó thì ta có dòng 2 của ma trận E trừ A, dòng 2 của ma trận E trừ A trừ mũ trừ 1 thì lúc này nó chính là 1 chia cho det A, tức là det det của E trừ A đấy, và nhân với cả cái dòng 2 của ma trận E trừ A sao. Và khi đó thì chúng ta có được tổng cầu ngành 2 thì lúc này chúng ta sẽ nhân cái dòng 2 của ma trận E chữ A tức là mũ trừ 1, ta nhân với cả cái ma trận cầu cuối D thì chúng ta ra được cái tổng cầu ngành 2 lúc này nó là 131,03. Người ta hỏi tiếp đấy là tổng tổng chi phí đầu vào của ngành 2 là bao nhiêu. Thì tổng chi phí đầu vào ngành 2 chính là x12 cộng x22 cộng x32, và nó chính bằng là tổng các phần tử thuộc cái cột 2 của ma trận hệ số kỹ thuật A và nhân với x2 thì chúng ta ra được cái giá trị là 39,31 ở đây.